Ok, mến chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Hiên Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của cậu Năm Vui, một hộ nuôi ếch ở miền Tây quê mình ha. Thì từ sáng sớm mình đã thành thủ qua chơi bên nhà của cậu Năm Vui nè. Sẵn tiện hôm nay thì cậu Năm có cho ếch ăn và chuẩn bị xuất mấy cái mùng ếch chuẩn bị tới lúa nè các bạn. Nên mình qua mình quay, mình chia sẻ đến cả nhà xem cái cảnh cho ếch ăn và cảnh chăm sóc ếch ở một số hộ nuôi ếch ở nơi mình ở. Rồi mời cả nhà cùng theo dõi video của mình nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ xuống xuồng cùng theo cậu Năm cho ếch ăn nha. Đây là cậu Năm nè. Đây là những cái bao thức ăn mà để sẵn. Đây có hai con vịt nè, vịt con rất kìa chứ thương. Ngồi giữa ngồi đọc. Đây hả? Ngồi đâu đó ngồi. Cậu đi tới chút đi. Đây. Chưa tắm đó nha, luôn cái là tắm luôn. Rồi à, đây có hai chú vịt con rất dễ thương nha. À, thì đây là lượng thức ăn mà, cho ăn buổi sáng đó. Hiện tại thì còn nằm mới vừa bơm nước vô xong. Ở đây là những ếch con, đây là thức ăn dành cho ếch con nữa mà đó. Ở đây có hai lô lúa ếch. Bây giờ mình sẽ đi bắt đầu từ đầu ngoài mình cho nó ăn vô dần ra. Đây cái này chỗ này có cái ống nước để mình bơm nước vô cho nó nước vô từ đây xả ra đằng này kia. Cái này còn đặt hãm thả bao nhiêu cậu Năm? Bên đây ếch lớn này là bao nhiêu ếch đặt thả? 4.000 ha. 40.000 con. Rồi giá năm nay là nhiêu ạ? Giá đợt này á? 600. 600 hả? Mà giờ ba mình chuẩn bị xuất bán là giá nhiêu? 55. 55 hả? Ồ, vậy là ok rồi phải không? Rồi hai bên á cậu Năm trồng bắp rất nhiều nè các bạn. Thì đợt hẩm đợt rồi mình có quay á thì cậu Năm trồng bắp cũng lên cờ chơi rồi. Thì lứa ếch sau cậu Năm mới vừa trồng lại lúa bắp sau nè. Đó. Thì đợt này bán có giá mà ở bên đây giá trời nhiều lắm các bạn. Lên đây nè. Cái giò này mấy tháng rồi con Năm? 8 tháng. 8 tháng hả? Ừ. Vậy cái cũng vô con chắc cũng ký mấy chơi phải không? Nè. Ồ, nó to. Những cái giò ngon lên. Ếch nó kêu răm gan luôn nè các bạn. Bắt được cái giò. Cận cảnh thì các bạn xem luôn nè. Nó đang ăn. Ngon quá. Đây, những cái giò nha. Cái giò này rất là dạng luôn á, mình có thể bắt được luôn các bạn. Đây cậu Năm đang cho những cái giò ăn nè. Chúng rồi. Cứ ăn nhỏ đi mà tao cho ít ta phụ chúng tao mà. Tao cho đi hôm có một lần ba ăn là một bao hả con Năm? Hả? Một lần ăn là một bao ha. Một lần ăn bao. Bên đây cái mụn này nhiều nè. Này thì không có to bằng cái mụn đây nhưng mà ít to không. Quá cái mùng này rất nhiều ếch lắm rồi, quá trời dày. Không còn con nào mà đang tới rồi mà Năm đang hái bông bí vô ăn. Đây Năm đang vớt những cái con ếch thấy là cái vô đó mày gái này cái vô này mấy ếch các bạn. Thì hai
hai bên dành ha, hai bên dành thì cá bu lại quá trời luôn nè. Rớt rớt cái giật à. Chết mẹ rồi. Đợi. Lại lại cái. Đợi em nha. Quá trời. Có gì hay cậu cháu rớt dưới ngao nữa luôn gì đâu. Họ nó ăn đã. Rồi nó nút lòng nội rồi. Nó nút hết rồi. Nó nút rồi. Ồ, hai con vịt kìa. Ê, hồi cho nó ăn thử rồi con Năm, cho hai vịt ăn thử con Năm. Nó vô đây nè chứ đâu. Nè, cơm nha, nó ăn nè. Ồ, ôi, vịt mà ăn thức ăn nè ông nội mẹ ơi. Ăn chung với con cá kìa. Có khi nào nó đút dọn vịt không ta? Không. Vậy. Mày nói đó nó đi cho ngà. Rồi. À, coi hai chịt nó ăn thấy thương vậy trời. Không sao. Bây giờ đổi tay cho ăn nè. Đó ăn đủ không? Hả? Cái vò bự không? Đây là những cái mùng ếch con cái này. Không dữ lắm đúng không? Ngồi đây còn mùng đây nè, con Năm nó không chưa cho mùng này ăn. Mùng này ếch nái hả? À. Rồi cái giờ là bắt đầu để được phải không? Nó cũng tới lứa rồi. À. Tại trường đang cho ếch con ăn các bạn. Cái này mới nãy là ông nói mấy ngàn con chưa? Một 10.000 hả? Vậy là ba mùng là 30.000 con. Những cái vồ thấy cho ăn cái nó lợi nè các bạn. Trời ơi, vồ đây là bạn ếch con nha. Coi nó bu nè. Cho ăn cái thức ăn rớt xuống thì ở bên ngoài thì cá giò sẽ ăn. Nuôi ếch về rồi chế biến được nhiều món ăn từ ếch không? Hả? Làm đồ nhậu đồ từ ếch nhiều được nhiều món không? Bữa nào làm mò nhậu bữa rồi chơi. Không cho dạ. Chừng nào ổng sức bán cái mùng này nè rồi mình mồi nhậu bữa đi. Ừ, cá giò này khỏi nói rồi, mày rụm à. Mày bắt thử. Vàng quá. Cá rất là to luôn. Cái này chắc cũng ký mấy hả không chưa? Đoạn ký hả? Ừ. Nó rất là vàng. Thò tay là bắt được. Này các bạn. Ừ. Nó không vô hả? Quá trời. Quỷ không điện hay qua điện không được hả? Kim kia nó hai
cho anh một đồng. Không có gãn quận hay vậy? Rồi. Xong các bạn. Bắt nồi nước, bắt cái gì không Lâm? Đã nồi trụ một tiếu rồi. Tiếu hả? Đây là luồng thức ăn mình trữ sẵn để mình cho ăn cả nhà. Thôi cả nhà ơi, chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà.